Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến kênh Kẹo Chì của shop Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0865361321 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em thì nhận hàng thì thanh toán cành bên nhà em 100% là không kiểm. Và anh em thiện chí mua cành thì em vui lòng cọc trách nhiệm cho em tiền vận chuyển. Còn nếu không cọc thì em không gửi hàng, tại vì anh em đặt sang mồm rất chi nhiều, tránh tình trạng cho anh em đặt sang mồm đến mất thời gian của anh em cả shop với cả anh em. Đấy, và anh em đặt xong đòi kiểm mất công lắm. Đấy, thiện chí mua hàng thì liên hệ trực tiếp với shop. Như anh em đã biết thì nhà mình chuyên cung cấp tất cả mẫu cành nhập tàu, cành nhập đài. Đấy, hoặc là anh em có nhu cầu thì cành nhập đi theo tàu đều có hết cho anh em. Thì mình sẽ giới thiệu chi tiết luôn cho anh em. Hôm nay cũng giới thiệu luôn cho anh em mẫu cành HVK tàu và hàng có chiếc ke chuyên để chơi salon. Thì hàng HVK tàu thì anh em đã biết rồi, chất lượng của nó thì chơi ổn định, độ ổn định nó rất chỉ cao, nói chung là tiền nào của đấy. Thì mình sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em là nhà mình có cành 8 khương, 10 khương và 12 khương. Đấy, thì mình cụ thể hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em mẫu hàng HVK tàu, hàng có choke chuyên để thổi sờ lung 5.518. À, 25, nói chung là những cái mẫu cành đây em nhìn này, em để trong bên trong là nó sẽ bị bụi. Và đây thì là mình sẽ vệ sinh qua cái cành này. Để sẽ vệ sinh qua này thì để làm sáng bóng cái cành mà bắn nó lỡ lại ảnh hưởng đi đường đi của bên kẹo nha anh em nhé. Đấy, mình sẽ vệ sinh qua cho anh em nhìn. Đây, mình sẽ dùng dây vệ sinh. Mình vệ sinh qua để cho anh em nhìn thấy là cái cành nó xem chất lượng như nào. Tại vì mình để trong nó cũng bụi mà. Đấy. Thì cái dây vệ sinh này thì nói thật ra là anh em mua ở những cái chỗ đại lý nào mà chuyên cành thì đều có, còn nếu mà không chuyên thì người ta không có cái dây vệ sinh này đâu. Đấy, cái dây vệ sinh này không phải lúc nào mình cũng mua được, nói chung là phải order. Đấy, đây anh em nhìn nhá, đấy nó sẽ khác bọt sáng bóng hơn đúng không ạ? Đấy, anh em nhìn sáng bóng hơn đúng không? Đấy, nó chỉ có một tí chi tiết thôi là nó xác khác rồi. Đấy, anh em nhìn khương này. Thì những cái cành này thì bao luôn cho anh em tầm 120m là chuyện bình thường, bắn sờ lung. Đấy, lụm cò. Còn mình sẽ thông trực tiếp qua cho anh em nhìn. Thông trực tiếp cho anh quay cho anh em nhìn nhé. Đây nhé. Đấy. Đây. Đấy. Đây là cắn khương này. Đấy, rất chia đều đúng không anh em? Đấy. Những cái loại này thì bắn 25, 27, 23, 25, 27 đều bắn được, đều sử dụng được hết. Đấy. Ừ, anh em này. Đấy, đấy mình vừa thông cho anh em xem. Thì cả dòng 10, 12, 14, 16, 18, 20 inch nhà mình có đủ anh em nhé. Đấy. Đấy, anh em tham khảo đây. Đấy, khương chỉ, khương vuông có đủ luôn. Thì nếu mà để nói thì tư vấn ấy, mình sẽ chọn những cái cành nào giá tiền nó hợp lý mà chơi bao ngon luôn cho anh em. Thì cái chi tiết anh em mua hàng ấy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0865361321 giúp em. Thì xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Xin chào anh em.